Hai chào anh em và chị chào lớp, mình là Tlu Xta. Lửa vui lửa buồn quay trở lại bạn trong video hôm nay. Lý do là ông chủ hạc này có nhờ mình là thật sự là một người bạn rất là thân thiết ở trong game. Ông mua đây là ngày xưa các bạn nào mà check video bán này thì nó là tận là một trong tập đầu tiên ấy, của server 60 bán này. Ở đây mình check nó là tập số hình như là mười mấy ấy, 11 hay 12 gì đấy đấy. Tôi bảo xem nào. Nó tập số 11 đấy các bạn ạ. Đấy mà bây giờ các bạn nhìn này, tập 300 bao nhiêu rồi. Đấy, một khoảng thời gian bác ấy gắn bó với game này cũng như xem vào này cũng rất là lâu rồi. Đấy, bác ấy cũng mình nói thật cũng là lớn tuổi rồi nhưng mà không có giờ thì cũng thật sự là chơi cũng tâm huyết đấy. Đấy, nạp được đầy đủ đấy các bạn ạ. Đấy, VIP hiện nay thì đã lên tới tận VIP 12 rồi, một chút xíu ở VIP 13 thôi. Đấy, có đầu tư kinh khủng khiếp. Đấy, tháng nào cũng làm siêu lợi tức cực kỳ đều tay, có event ngon mà chơi luôn. Ở đây thì cũng đã nạp luôn cả gói 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 này là gói gọi là gói Battle Pass số sứ mệnh nha các bạn ạ. Đấy, trị giá nó 700k đúng không, vừa mới nạp cách đây mình cho khoảng tuần. Ông ấy cứ gửi mình mấy triệu tháng ấy, bao giờ cứ even gì ngon thì nạp rồi trừ dần. Đấy, bây giờ vẫn còn cầm của ông mình tiền đấy. Đấy, với cả làm siêu lợi tức trừ dần đi. Đấy, thật sự mật khẩu ạc thì còn không thèm đổi luôn đấy, vẫn lưu trên máy mình, anh em nạp mình vào nạp chả cần phải mã miếc gì cả. Đấy, từ đợt đến bây giờ từ ngày đầu phải đến năm trời, gần năm rồi đấy. Đều thành ra là chia tay với bác ấy cũng rất là buồn đấy, rất là buồn đấy, khi mà không biết giờ ông chủ mới còn có được như thế không, thì thật sự hiếm mà mình cũng chưa chắc là kiếm được đấy, thật sự. Đợt này ông ấy cũng chia sẻ mình tết nhất bận quá thành ra là không vào được đấy, không check được hết cái event, thành ra chơi nó không được tối đa. Event 7 ngày này chơi không được tối đa các bạn ạ. Đấy, thành ra là các bạn nhìn đấy, các bạn có thể hoàn toàn tiêu thêm tí tí nhá, còn 2 ngày nữa thoải mái. Lực cạc thì có chung là vô cùng khỏe luôn. Mình sẽ check túi đồ cho các bạn ấy, thành ra không có thời gian để mà làm các nhiệm vụ luôn ấy. Còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành xong xuôi. Anh gần như là vào cũng không có thời gian để đọc event xem là ngày mai nó có cái gì mà các bạn. Đấy. Là cái các bạn anh em hay theo dõi server mình, server khác thì có thể không biết chứ S60 thì cũng không lại gì cả. Đấy, Hushi cũng là một trong những cái tên rất hay có mặt ở trong top 10 đấy, và nếu như không online thì tất nhiên kể cả mình thế thôi sẽ bị đánh xuống top 1x, cạnh tranh rất gay gắt với hơn 2 triệu lượt chiến, uy lực cũng là hơn 40.000, nhỉnh hơn mình một chút và mặt bằng chung so với server cũng là ngang ngang đúng không đấy, không kém cạnh hơn là bao cả. Đội hình bay đang sử dụng thì đang là đội hình tứ hồn song long với Kill Flame và Stick. Trước đó thì nhạc này chơi theo hướng là hướng cực hạn lưu ạ nhá, với cặp robot 2k2 đâu rồi và Mr. Karate tiên, thì bây giờ thì nó sẽ không còn phù hợp nữa khi mà tư chất 15 nó lên ngôi quá nhiều rồi, thì bác ấy cũng xoay sang team cũng rất là chuẩn rồi đấy. Thì sau này mình đảm bảo với các bạn cặp Long Hổ Môn này sẽ còn trở lại, và mình hy vọng ông chủ hạc nào mua hạc này thì sẽ đưa cặp này vào cặp viện trợ, vì hiện nay thì nó mới bán là viện trợ của Anis rồi viện trợ của Rugal ghi thường đấy, chứ viện trợ của cặp này chưa ra. Nhưng mình đảm bảo các bạn viện trợ cặp này nó ra thì nó siêu bá luôn. Đây có át 6 sao nhưng tôi bỏ đi rồi. Đấy, siêu bá luôn các bạn ạ. Đấy, cặp Long Hổ Môn cũng ăn học rồi mà, đúng không? 5 sao hùng khí các kiểu. Đấy. Còn danh sách oxy trong đội hình thì các bạn cũng thấy rằng không phải quá lạ lùng. Hai hạt nhân ở đây là Kill Flame và Instinct. Chính xác trong trường này thì là Kill Flame, còn Instinct thì các bạn phải chơi theo kiểu sáng thế cơ. Oxy sẽ thay thế tiếp theo chắc chắn rồi, nó sẽ là Omega Rugal. Đấy, Omega Rugal có khá nhiều định hướng cho này, các bạn có thể đi theo dòng cực hạn lưu, nếu như mà thích cực hạn lưu có thể lấy robot. Các bạn có thể quay sang sáng chế rùa, vì ở đây có một hồn rùa rồi thì các bạn thay con này bằng rùa, thay con này bằng con rùa nữa đấy. Các bạn có thể xoay sang tung phu cũng được, hoặc là Athel 102 cũng được, hoặc là robot cũng được đấy. Nói chung là này xoay theo kiểu rất dễ các bạn ạ. Đấy, hoặc các bạn có thể xoay qua Sion thì là hồn gấu đúng không, qua thần bài cũng được đấy. Nói chung rất là nhiều hướng, hoặc các bạn chơi tứ hồn thì sẽ chơi con này là hạt nhân đấy, rất nhiều hướng các bạn nhá. Đấy, có điều thì tất nhiên là lọt vào top 1, 2, 3 thì hơi khó một chút, chứ thực sự lọt vào trong top 10 thì quá đơn giản. Mình check môn luôn để các bạn nhìn thấy, đây là hai cái hồn vũ khí, thành ra lực đam rất là to, một phần là hơi thừa hồn vũ khí do nó không cần hồn vũ khí ở lâu ngày lục môn, thành ra con này là con khá ăn chơi đúng không các bạn. Rất ăn chơi đấy. Nhưng ông này không có thời gian để nâng cấp thôi, nên thật sự là các bộ phận trong này không được tối ưu, chứ mà tối ưu thì không ngán lắm mấy tay trong server đâu. Sói để ta tăng lượng sát thương chuẩn mực, đây là lăng sát thủ
Đấy, nhiều đan đỏ đấy các bạn ạ, vãi thật đấy, ui nhiều đan đỏ ghê, ui trời nhiều đan đỏ thật đấy các bạn ạ. Đấy, bộ đan này cũng rất ngon, hồi máu, đỡ đòn và khống chế rồi. Ok, các anh em chắc rất là ổn đúng không? Đấy, bộ phím mình nghĩ rằng cũng tầm này chắc cũng gần gần full phím đỏ rồi. Đấy, lực khỏe lắm. Ai tất nhiên lực khỏe lắm các bạn ạ. Ok, lửa cam lửa đỏ đúng không? Đấy, lửa cam lửa đỏ. Đấy. Elizabeth, mình check môn cái nhá. Thực sự ao này mình mới biết là con này lục môn, còn hội còn lại thì không chắc chắn là bao nhiêu cả. Đấy. Đây là tam môn, 115 mảnh này rồi. Đấy. 225 viên đá thần, nói chung lực này thì các anh em check túi đồ thì thôi. Bung ra thì mình đảm bảo lại chắc chắn top 10. Bung ra để làm gì với được chứ đúng không? Mình nghĩ là thời điểm này ạc này chưa chưa lên bung, viện trợ long hổ môn sẽ bung. Ra một võ sĩ tư chất 15 là mới để thay thế Omega hoặc là thay thế con Kill Flame tùy theo cái loại sáng thế nào đó mà các bạn muốn chơi. Đấy, Istik nhị môn. Hạt nhân thì mình chỉ cần thế thôi, vì đam chủ lực của con này nó lại không phải là Istik cái cô cơ, nên thành ra là không cần thiết đúng không? Đấy, Elizabeth nhị môn là quá đủ rồi. Omega tất nhiên này nhị môn. Đấy, đang nâng nhị môn, có lẽ cũng không cần nâng thêm nữa vì con này cũng sẽ bứng đi thôi. Đấy. Danh sách võ sĩ rồi, túi đôi này, siêu lợi tức vẫn còn này. À vừa qua ngày mới các bạn nhá. Đấy, vừa qua ngày mới ạc lên tới tận VIP 12, chạm mốc gần VIP 13 rồi, nên là phần thưởng của nó cũng rất là nhiều. Đấy. Xem ngày hôm nay là quay gì đây, Santa Slay. Đang qua ngày mới nghỉ tranh thì các bạn nhá. Chưa được chơi trò này các bạn ạ. Chưa giờ chơi trò này luôn, để xem phần thưởng là cái gì nhá. À rồi rồi, đây là một cái mini game các bạn ạ, vẫn là mảnh tư chất 14 đúng không? À ngày tiếp vào túi đồ các bạn thấy ê hề luôn. Mảnh vạn năng không thiếu các bạn nhá. Các bạn muốn nâng con gì lên lục môn, mảnh vạn năng đá thần này, mảnh tư chất 14 này là những điều kiện cần thiết để nâng võ sĩ lên môn. Còn hồn vũ khí tư chất 15 thì thêm một cái nữa nếu như mà bạn nào muốn nâng lên lục môn. Đấy, còn mảnh vạn năng và duyên là cái hai cái cơ bản. Đấy, còn mảnh hồn vũ khí nữa là cái thứ ba. Hồn vũ khí thì dù có kim cương nó sẽ lấy được thôi. Chắc chắn anh em sẽ quay được mà full bốc nếu như mà lấy hết các túi đồ trong kim cương nhận phần thưởng liếc. Đấy, chắc chắn là full bốc các bạn nhá. Chưa kể sự kiện 7 ngày thì còn một cái mốc rất là nhỏ của cái phần Diamond Coast, các bạn nhìn thấy là 2008 nữa rồi đúng không? Đấy, chắc chắn là sẽ quay full bốc. Đấy, hy vọng là bạn nào đấy mua mình, các em mình cũng phải căn ke. Đấy, những ông nào mới chơi thì thôi đừng liên hệ nhá. Đấy, à này mình hy vọng mình sẽ tìm kiếm được một người nào đấy thật sự là biết chơi và gắn bó với server. Đấy, yêu thích server. Đấy, có cái sự nhiệt huyết. Chứ nhóm chat đâu mình cũng không có thời gian vào để đọc nhóm chat luôn. Bận thành ra là chỉ có chơi thôi. Nói chung cũng ham đúng không? Cũng ham, bận rồi vẫn chơi. Chơi đến tầm nhảy là đợt cuối năm rồi nó sẽ khác so với ngày thường. Đấy. Do hy vọng bác Uchi có thời gian thì sẽ quay trở lại. Đấy, rất là phí, mất một S60 mất một người rất là tâm huyết. Có thể là bác này không chat với các anh em trên group thôi, trong nhóm chat thôi, nhưng mà cực kỳ tâm huyết. Các bạn nhìn vào lối chơi là biết đúng không? 2:29 cũng có hôm canh được đấy, nhưng đợt này thì không thấy canh nữa rồi. Thành ra là 2:29 mình check để tàn tốt 1x. Có canh được đâu, không online, không xuống 2x là giỏi lắm rồi, là trụ là chắc chân rồi đấy. Chứ không phải gì đâu. Bây giờ ra nhiều chế độ mà các bạn nói bỏ miếc nữa đúng không? Thôi, phần quan trọng nhất là phần túi đồ, chỉ còn đội hình như này còn sẽ phải gọi là tăng tiền, vì đang trong thời gian gọi là ra những cái boss rất là mạnh. Ngày kia sẽ là ra Shunei, ngày tháng giữa tháng thì sẽ là ra Saiki, rồi tiếp đó là có thể là Lêu La Mèo hoặc là Sion hoặc là thần bài, hiểu không? Nhanh lắm các bạn ạ, nhanh lắm. Nên là thành ra mà đến cái hội đấy các bạn sẽ hiểu là võ sĩ nó là một cái kiểu dạng mới nhá. Các bạn thấy nó là một loại dạng rất mới ấy, các bạn mà không lấy bộ đấy là chết đấy. Nên thành ra các anh em nào mà cứ tham tham với cái con boss sắp tới, mình lấy ví dụ ai không phải chơi, không chơi hỏa mà lấy Shunei về là rất là vô nghĩa đấy. Mà lấy Shunei về mà lại không có Saiki búp thì cũng rất là vô nghĩa, mà Saiki lại không lên ở S Max thì lại càng vô nghĩa hơn. Mà lên ở S Max thì mình nói thật, một con các bạn phải cần đến 60-70 nghìn kim cương để kiếm đủ đồ, hai hồn vũ khí đã 50 nghìn kim cương rồi, đấy rất là khó. Nên thành ra các bạn mình khuyên thật, nếu như không đủ lực thì hãy chơi bọn ung thư 5 sao tam môn còn tốt hơn. Đấy, đây mình cũng không hẳn là khuyên ạc này đâu nhá, mà khuyên chung chung các anh em thôi. Đấy, còn là cái tùy cho các bạn định hướng thôi, chứ chỉ cần có võ sĩ về là đảm bảo với các bạn 7 sao luôn chứ không phải 6 sao. Lực rất nhiều thể lực, đây là phím đỏ các bạn nhá. Đợt vừa rồi ông mình cũng mua, đấy cũng có tiêu kim cương để mua các bạn nhá, cũng chơi khôn đúng không, chứ không phải gì đâu. Đây là hồn hiệu sách tự chọn. Ê, cái dương này các bạn ạ, ông chả có thời gian đâu mới mở ra nữa.
Đây là 80 mảnh câu cá này. Đây là mảnh đây các bạn tự nhìn nhá, đúng không? Đây là mảnh các bạn nhìn thấy còn 31 hộp đây, chắc ông ấy quay mở ăn chiều dương thần rồi. Đấy, chắc là ăn chiều dương thần, 150 kim cương sẽ là sự lựa chọn của mình. Đấy. Đấy, các bạn ông nào mua ạc thì từ tùy tự vào check nhá. Đấy, 243 chiều nữa các bạn đã vãi thật thì xem chiều dương thần ở đây ăn chưa. Đấy, ông nào mà mua ạc này thì nếu mà ông chưa có thời gian ăn thì vào ăn. Vào ăn đi còn gì nữa đúng không? Đấy, ông nào mua ạc vào ăn. Mình không có thời gian chơi. Phí lắm ấy các bạn ạ, mình thật sự là không muốn bán cái ạc kiểu như này đâu. Thì kiếm được người chơi tâm huyết nhưng bây giờ chả biết có được hay không. Người chơi tâm huyết thì đảm bảo vẫn còn ấy, nhưng mà áp lực của mình là phải bán ạc sao cho càng nhanh càng tốt. Vì ạc bây giờ ông ấy giao cho mình rồi là thường sẽ rất là ít online đó, thậm chí là không online. Mà bây giờ đang trong những ngày nước sôi lửa bỏng như thế này mà không online thì các bạn ấy thấy là nó rất là thiệt thòi đúng không? Rất là thiệt thòi ấy. Nên là mình phải cần bán nhanh. Mà cứ ông nào xem tiền thì tôi chuyển ạc thôi. Đấy, chỉ cần đâu thật sự nói là có cái tâm huyết là cố gắng đạt được thôi. Đấy, chứ tiền nó vẫn là quan trọng hơn. Thành thật luôn, mình không có lừa dối trong cái việc tiền long. Đấy, đây là chiến thần các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ là chọn đủ mốc thôi nhá. Chứ chiến thần trong chỗ này là không hẳn là quá ngon đâu. Đấy, không hẳn là quá ngon đâu. Đây thì mới là cái phần ngon hơn này. Nhưng mà đang cần chiến thần để hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, thành ra chiến thần sẽ là sự ưu tiên hơn. Đây là gói quà trong sổ sứ mệnh, các bạn sẽ ghép được mu cai thôi. Đấy, chắc chắn rồi. Hoặc là mảnh vạn năng, như mình nói thật mảnh vạn năng ác này thừa thì nhìn mảnh vạn năng không có tin đâu, hơn thì chứ các bạn ạ. Đấy, rồi các bạn hãy check cho các bạn hãy thấy. Đấy, như nên là các bạn đừng quan tâm lắm mảnh vạn năng làm gì nhá. Ác này không có gì ngoài kim cương, mảnh vạn năng, nói chung là túi đồ lực kinh khủng khiếp luôn. Đấy, đây các bạn chọn cho mình cái máu Orochi này nhá, chắc chắn phải chọn cái này nhá. Đấy. Lâng cấp các bạn lại thấy là cái này thiếu chứ sách hồn lực không thiếu. Ở đây tiếp tục như vậy phải chọn đá này nhá. Đá này là 400 một viên, hai viên này là 800. Đấy, lâng trong random nó không có thời gian để đổi búp vào phí lực chiến ở đây. Mấy ông mà tương tự như ông này à, đây thì cái này thì phải chọn kim cương nhá. Vậy thôi mình chọn luôn, ông nào bấm nhầm mà rốt. Bấm nhầm mà hỏng bét. Đúng không? Đấy, 800 kim cương. Đấy, còn cái này thì đâu rồi? Đây là phím đỏ, thế cái này phải chọn phím đỏ. Chả ai chọn cái này cả đúng không? Đây đều có quà trong sổ sứ mệnh hết, rất ngon đúng không các bạn? Đấy, 700k chính là để lấy những cái thứ như này này. Đây là trang phục rồi thì tùy. Đấy, ông nào thích trang phục nào thì chọn. Cái này. À, cái này nó đang lỗi, cái này nó đang lỗi. Mở ra là sẽ được, không phải là select nữa mà là được luôn cả hai. Cái này đang lỗi. Đấy, cái gì đây? Đấy, đây là máu Orochi, mình chọn là máu Orochi nhá. Đấy, ok các bạn, đấy, thôi để check thôi các anh em thôi, chỉ còn đâu. Nhìn thì nhiều lắm đúng không? Đấy. Đây là hồn lực, chắc là đợt trong đợt Noel gì đấy nó cho đấy. Đây là mảnh võ sĩ. Rồi, đây là sách hồn lực các bạn này, mảnh sách hồn lực nhá. Đấy, từ đợt trước. Mảnh võ sĩ. Nhiều lắm các bạn ạ, các loại dương. Kể tiếng Nhật thì mình chịu nhưng mà tiếng Anh thì dịch được, đúng không? Đấy, đây là nguyên một quyển sách luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn quay hên vãi. Hên vãi, mình khuyên là các bạn nên chọn không biết răn cam hay răn này. Răn này ngon rồi các bạn. Răn này bây giờ ạc này lại hướng tới răn đỏ chứ không nhất thiết là hẳn hẳn là cần răn cam. Có lẽ cần phím hơn đúng không? Ạc này đang hơi thiếu phím một tí. Đấy. Rồi. Đây là gì nhỉ? Đây là đồ ăn, đây là đồ ăn cho Geniko hoặc là gì. Đấy. Đây là nói chung đây các ông mở ra mảnh còn mảnh vạn năng với cả mảnh võ sĩ thôi. Đây nữa. Rồi đúng không? 76 mảnh chiếc 13 hay mảnh chiếc 14. Rồi rất nhiều đồ luôn. 3.000 hộp nguyên liệu. Đồ ăn này là trong diện mở chiến thần được trước. Đấy, vẫn tham gia đủ. Đây chính là mình bảo đây. Nghìn chiến thần là cái chắc chắn này. Nhưng mà để đạt được 1.000 chiến thần các bạn lưu ý nhá. Chỗ này ông làm mở một phát ra thế này thì nó chỉ được khoảng 600 thôi. Đấy quy tắc của nó như thế. Thì các bạn nhớ là mở cái này thì cứ khoảng độ 1 ngày thì mở cho mình khoảng 10 đến 20 hộp thôi. Đấy, chỉ mở đến gần đấy thôi, không mở hơn nữa thì các bạn mới đạt được trên 1.000 mảnh vạn năng, đảm bảo với các bạn. Đấy, các bạn lưu ý nhá, ông nào mua ạc lưu ý nhá, chứ đừng có phá phách, không biết chơi hỏi. Đây, cái dương này là cái dương, chả biết dương gì, rồi ok, cho chẳng cả vàng. Đấy, vẫn còn rất nhiều các loại đồ khác các bạn ạ, 700 mảnh cái chất 13. Đấy, 4.800 này, hộp gì đây, hồn gọi là hồn viện trợ. Đấy, túi kim cương, chiều dương thần hiện nay vẫn còn 92 chìa. 195 mảnh vạn năng, 40 vé này, tự gọi Battle Pass. Đây là vé đánh Championship, mình dư 9 cái là mình ít đánh rồi, ông này dư 11 cái chứng tỏ không đánh luôn, mình đảm bảo không, ông này không đánh tranh bá sáng thế luôn.
đảm bảo với các bạn. Phí quá, đây đây các bạn check cái này cho dễ nhìn. Đây một hiệu ổn sách. Đá thần đấy bạn, hơn 200 viên, vãi thật. Mình vừa mới lăng lục môn của con Magaki với con Instinct nên là thành ra hơi hao. Đây mảnh tự chất 14, tự chất 15. Rồi, full đủ các thứ ở đây đúng không? Lực kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Mới phát túi lì xì đây. Đấy, anh em nào mua hàng này thì cố gắng là cái cuốc nhá. Đấy, có thời gian thì hãy mua. Mà tâm huyết, chơi được tâm huyết thì hãy mua. Không thì thôi, để người khác mua. Mình không có ý đuổi các bạn đâu, nhưng mà phí đi, thật sự phí phạm đi. Đây này, chiến thần chưa mua này. Đây ngày số 5 này, không biết ông ấy đã chơi cái phím cam thì cũng chưa luôn. Đấy, anh em nào chơi mình kim cương là đủ đấy. Chơi chỗ này tốn khoảng 4 đến 5 nghìn kim cương nữa. Bay lên. Tốn khoảng 4 đến 5 nghìn kim cương nữa. Nói chung tổng hết 10 nghìn thì các bạn sẽ nhận lại được. Đây là 4 nghìn cộng với 3 nghìn, nhận được khoảng lại gần 7 nghìn kim cương. Đúng không? Gần 7 nghìn kim cương. Nghĩa là các bạn chỉ tốn thêm khoảng 3 nghìn kim cương so với chỗ này thôi. Thì nó rơi vào khoảng độ 38 nghìn kim cương chỗ này đúng không? Đây từ bây giờ đến ngày cuối cùng của quay mèo thì nó còn khoảng 7 ngày. Mỗi ngày tích được 1 nghìn kim cương. Chắc chắn tích được 1 nghìn kim cương. Các bạn yên chí tích được. Ác này tích được. Siêu lợi tức vẫn còn rất là nhiều thời gian. Thì các bạn, mình đảm bảo là các bạn sẽ chơi gọi là kiệt lực ác này luôn. Chơi gọi là cực kỳ gọi là khỏe luôn. Đâu rồi, xem siêu lợi tức đây. Vẫn còn 19 ngày nữa các bạn ạ. Đấy, nên là tẹt ga đi. Đấy, các anh em chơi thì nhớ là đấy, đúng không? Ngon. Ở đâu mà tất nhiên có lực thì cho lên VIP 13 luôn. Mỗi ngày nhận thêm một mảnh vạn năng từ ngày tiếp nhận ạc. Đấy, cực khỏe, đúng không? Và hy vọng thì chắc chắn thì hy vọng là sẽ là đối thủ cạnh tranh, vừa đối thủ vừa là bạn bè của mình trong đấu trường, tổ đấu trường, tổ ai ra đấy, tay nào lại vừa test sức mạnh rồi này. Đấy, Medonidas đấy. Đấy, chắc là có đánh với mình hoặc là mình đánh như này đúng không? Đấy, đây chắc là test với mình đấy, nhưng mà tập này không ăn được tụng rồi đúng không? Đây đúng không, ông ấy đánh lên top 1 đấy, nhưng mà có tỷ lệ các bạn nhé, mình không rõ là bao nhiêu phần trăm, chắc là tầm khoảng độ 40% thắng được mình đấy, chứ còn đâu vẫn đang thua thế. Trong túi đồ còn quá nhiều thứ các bạn ạ. Đấy, cũng như là việc sắp xếp toan tính trong đội hình để khắc chế lẫn nhau là chưa có. Đấy, ra chơi game nó cần phải có thời gian các bạn ạ. Không có thời gian đấy không làm gì được đâu đúng không? Đấy, đánh như này khoe top 1 S6 người bán hàng đấy. Đúng không? Đấy các bạn. Nó có tỷ lệ mà, chủ yếu ông nào canh được hay là không canh được thôi. Đấy, con này lục bôn đảm bảo các bạn, nó vã kinh khủng khiếp luôn. Cho ông xem một clip. Chậm một dấu luôn. Đánh cực đau luôn, mình đảm bảo con đằng sau chỉ có chết oan. Mình đoán trận này là thằng Instinct chết oan. Vì đứng sau còn đàm to lắm các bạn, đàm to lắm, hai hồn vũ khí mà lại lắp ngọc sói. Đấy, thiên hướng về tấn công. Về vì Elizabeth và Omega Rugo là quá đủ phòng thủ rồi đúng không? Nếu như để Tengu ở phòng thủ nữa thì team thiếu đang. Mình nói thật. Lên để con này là vì con này thì nó mới xuyên được hàng sau. Kill Flame không được ăn học lắm nên là nhà đam hàng sau yếu, mà mình nói thật có ăn học không khỏe đâu. Vì nó dễ chết quá. Chỉ có thằng Tengu này nó mới là bá đạo đấy, nó mới theo kiểu đấu sĩ, nó mới cắn được hội đằng sau và chịu được đam của bọn hàng trước đấy, thế thì nó mới dứt điểm được. Các top ở NQQ vẫn còn rất là nhiều người chơi Tengu, tất nhiên là Tengu lục bôn, chứ còn ông nào mà chưa lưng được bôn thì thôi bỏ đi mà làm người. Các bạn lưng khi mà lưng sau lạnh thì thôi nhá, các võ sĩ mới ngay cũ cũng thế, chỉ có lưng lên lục bôn ấy thì nó mới thật sự là phát huy hết được sức mạnh và các bạn mới chờ lâu dài. Chứ còn đâu công chỉ có lưng lên tam 5 sao tam môn thì chắc chắn công sẽ phải thay. Và công sẽ phải thay liên tục, thay máu liên tục. Còn lưng lên lục môn rồi thì khó hơn, các bạn nhìn thấy quả rồi là 2 triệu đam. Mình biết ngay thằng Instinct đứng đằng sau ăn đòn oan mà lại. 2 triệu đam thì thằng Omega Rugo chắc chỉ chịu khoảng độ 700 đến 800, còn lại thằng Instinct ăn đủ. Vì đam nó bé hơn, máu nó dày hơn mà các bạn. À không phải là thủ nó kém hơn mà. Elizabeth là người 6 sao nhị môn này cực kỳ trâu rồi. Đặc biệt là cứ còn khiên thì gần như là bất tử. Đánh vào sẽ không thấm. Chỉ có cấu máu dần dần được nó theo thời gian thôi. Chứ còn đâu không thấm. Nên là thành ra là Elizabeth cũng là một võ sĩ tank có thể nói là tốt nhất hiện nay. Theo mình đánh giá là tanker tốt nhất hiện nay. Nhây thì có thể là không được coi, nhưng mà trong lượt đầu 3-4 lượt đầu là vô địch. Đấy, team Uchi ở chúng mình còn nhiều lực lắm. Đấy, lấy boss về thêm nữa thì trâu lắm các bạn ạ.
Cái thằng Tengu này có một còn có một nội tại mà khá ít người để ý, đó là nội tại phản đòn. Đấy, tung bên mình đánh vào gần như là nó không có cái thấm ấy. Đấy, tung đánh vào dường như thường thường là nó không hút được máu các bạn ạ. Mà tung cung hút được máu không hồi phục được thì bị oánh phát là chết ngay. Đấy, nên tung rất là sợ như nào mà phản đòn nhá. Thời kỳ này thì chưa có ai gọi là giảm khả năng hút máu của tung được. Đấy, giảm khả năng hồi phục của tung chưa ai có. Tương lai thì nó sẽ có thôi, bây giờ thì chưa có, nên thành ra tung bây giờ vì mình rất trâu. Nhưng gặp thật sự gặp cái thằng lục bôn Tengu ấy rất khó chịu. Server S60 không mấy người lục bôn Tengu. Câu mình toàn chơi lục bôn của võ sĩ như kiểu Gideon này, như kiểu Kill Flame này, vừa rồi bôn đi Kill Flame quá nhiều này, 2,2 triệu đam tiếp, cực kỳ đều tay với Tengu. Chứ không 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 ai chơi con này. Đấy, thành ra là các bạn không lo đụng hàng. Đấy, không đụng hàng người khác nghĩa là không bị người khác khắc chế. Điều đấy cũng có nghĩa là các bạn sẽ khắc chế người khác. Đấy, thành ra mình cũng khá là ngại đối đầu với Uchi vì con này không hồi phục được. Thôi rút bỏ qua nhá. Nhìn tầm này là thôi từ từ xem thêm này. Hai con thằng trước có khiên. E6 quà của ấy khá chuẩn này, không hiểu sao vẫn hồi nộ này. Còn nó búp nó vẫn hồi nộ được. Này, tung của mình trận này bị sốc trước. Không hiểu sao lại chết, bị dồn lực và chết. Thì tung mà còn sống thì Makaki vừa rồi chưa chắc đã bị sốc như thế. Rồi, Geniko càng đánh lâu thì càng khỏe. Geniko cũng là một con đánh lâu dài được. Phát sau tung nó sẽ, Tengu nó sẽ hút đầy lại bình này, chắc chắn. Đầy bình luôn này, quả này thật sự highlight của lục môn Tengu đấy các bạn ạ. 3,4 triệu đam, phải thật. 3,4 triệu đam các bạn, kinh khiếp. Cào không xi nhê mà cào xong thì tự thấy mình đau. À ôi, kinh phết đấy các bạn, sói tở phết. Nhưng mà không hút được máu ấy. Hai con này vã là chết thằng cả. Rồi. 2-1 thì không trộn què thôi. Thôi, toàn bộ thông tin đạc mình đã check xong. Bộ đạc có rất nhiều sự đầu tư, tâm huyết. Top rất cao, server thì chung server với mình. Server rất là hot, có sự cạnh tranh cao, không chỉ trong game mà ngoài game công chém gió điên cuồng. Đấy, hy vọng là tuyển được một anh em không phải buôn ác nhá. Thì mấy hội buôn ác là mình cũng biết. Đấy, hy vọng là công thôi tha giặc này để tôi kiếm người chơi mình chơi cùng chơi lâu dài. Đấy, thật sự rất rất lâu rồi, có rất nhiều bạn hỏi mua hàng S60 đấy, để về chơi nhưng mà thường là không có, thật sự không có, nó cơ duyên. Thành ra ông nào vào S60 cũng là cơ duyên. Ở đây tay cũ thì chỉ có ai, có Akashi là mới đây, nhưng mà mới cũng phải được 4 đến 5 tháng rồi. Discalon thì từ đầu, Jimmy từ đầu, Mama từ đầu, Mezu Ujin từ đầu, A từ đầu, Kem từ đầu, Chùm từ đầu, TTV từ đầu, Thanos nước ngoài cũng từ đầu, Saiki cũng từ đầu. Đấy, ông Saiki cũng bận lắm, vẫn chơi được, vẫn có, nói chung là vẫn có thời gian chơi nhưng mà không ở trong group chat. Takaruri thì cũng từ đầu, nói chung đa phần từ đầu, có 3-4 ông mới ấy. Mình xem có ông nào, cái Hushi cũng coi là từ đầu rồi đúng không? 3-4, gần 5 rồi còn gì nữa. 200-300 ngày ông ấy tiếp quản là cà phê từ đầu rồi. Vui là mới đây. Được khoảng 2-3 tháng ngày đấy thôi. Đấy, cũng tâm huyết, cũng chơi cũng tâm huyết. Đấy, ok, Meoilat là mà cũng từ đầu rồi. Đấy, nói chung ta phần từ đầu lắm, S60 là các bạn này không thấy video bán hàng S60 mấy đâu. Toàn theo người khác thôi. Thành ra nhiều bạn cứ hỏi có hàng S60 không nhưng không có. Hôm trước có mấy ông hỏi S60 bán nhưng mà thực sự không nhớ đâu. Ừ nhưng mà không nhớ với ông nào đâu. Thành ra ông nào liên hệ sớm trước thì cho bay thôi. Đấy, toàn bộ thông tin mình đã check xong. Đạc bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 5 triệu tròn. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đấy, một cái giá mình nghĩ rất là đẹp dành cho các anh em rồi. Không giảm giá nhá. Đấy, không vui lòng
mua được phải mua, không mua được thì thôi cho người khác mua nhá. Đấy, cái ác là không giảm giá, giá trị của nó mình nghĩ rằng rất lớn rồi. Ông mới vừa lạp triệu ở dòng này nhưng mà ít gì đâu, VIP thì siêu cao rồi. Thôi bạn nào mua ạc thì liên hệ với mình theo link Facebook hoặc số điện thoại bên dưới phần mô tả của video. À, cái đăng nhập trên mọi thiết bị, bảo hành trọn đời tất nhiên rồi.